Xin chào các huấn luyện viên. Và clip này chúng ta sẽ đi review về một trong những thủ môn bắt hay nhất FIFA R14 ở mức lương thấp nhất, mức lương 5. Anh chính là Michel Essien, một trong những thủ môn là sự lựa chọn hàng đầu của các huấn luyện viên và được rất nhiều huấn luyện viên FIFA R14 săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Ese chính là một thành viên trong đội hình đã giúp game Metro vô địch EA Championship, một giải đấu cực kỳ lớn của FIFA Online 4 vừa qua. Khi mà game Metro với Ese trong khung gỗ đã đánh bại một cây đại thụ của game FO4 và FO3 Việt Nam, đó là Thanh Tòng. Và chúng ta sẽ điểm qua về những chỉ số của Ese mùa giải hiện tại. Mức thẻ cộng 1, chỉ số GK của anh là 71. Anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Hannover 96 của giải Bundesliga Đức. Mức lương 5, chiều cao 1m98, cân nặng là 97 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 3 và phải 5. Cầu thủ này sinh năm 1987, có một sao kỹ thuật. Chỉ số vận gốc bao gồm thủ môn lên khi phạt góc, thủ môn ném xa. Và điểm qua về những chỉ số của Ese, chúng ta thấy rằng anh mạnh nhất ở khả năng phản xạ, tiếp theo là khả năng đổ người và thủ môn bắt bóng cực bén. Ngoài ra, khả năng chọn vị trí, khả năng phản ứng và khả năng phát bóng của anh là rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ vào in game để xem Ese thể hiện như thế nào trong in game. Đối với những huấn luyện viên đã từng theo dõi game Metro thi đấu ở các vòng loại cho đến tới trận chung kết thì cũng đã được chứng kiến tài nghệ của Michel Essien. Và thật sự Essien đã chinh phục được tất cả các huấn luyện viên khi mà sử dụng anh là vị trí số 1 trong khung gỗ của mình. Với mức lương 5, một mức lương thấp nhất trong đội hình, thì quỹ lương sẽ được dành cho các siêu sao của các mùa giải ở trên hàng công, và như vậy sức mạnh đội hình của các bạn sẽ được gia tăng đáng kể. Đội tuyển Đức có rất nhiều những thủ môn tài năng, trong đó nổi bật nhất là Manuel Neuer hay là Max Tegen của Barcelona. Và ở ngoài đời thì Ese không thể cạnh tranh được với những thủ môn hàng đầu thế giới như vậy. Tuy nhiên, Đó là trong pha cắt game bóng FIFA và đây là R14, một anh cú là sút thủ của môn người Đức bá đạo nhất. và bây giờ thủ môn có thể Chúng phát ta bóng vừa cho thấy cơ là hội khả cho năng Ese. phản xạ và tốc độ của Ese là rất tốt khi anh đã băng lên kịp thời và bắt bóng rất gọn gàng, ngăn cản một pha tấn công, một pha dứt điểm nguy hiểm của đội bạn. Anh ấy đã cướp được bóng. Với chiều cao cực kỳ lý tưởng, Ese trông như một người khổng lồ trong khung gỗ vậy. Khi mà chiều cao của anh lên tới 1m98 và khả năng chống bóng bổng của Ese là cực tốt. Ngoài ra, khả năng truyền bóng và đỡ bóng bước một của Ese là rất tốt. Khả năng cầm bóng và đi bóng Một pha truyền qua truyền lại của giữa các cầu thủ. Ese đạt mức khá. Đối với vị trí thủ Và thủ môn, môn rất có tốc thể độ của tự anh tạo cũng cơ rất hội và nhanh. năng lực. Các bạn có thể thấy rằng là thủ môn nhưng anh có thể chạy lên rất Vẫn đang nhanh. đưa bóng về phía trước. Qua người rất hay. Và đây là cú sút. Ô, trúng Wow, cầu. một pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của Michel Essien. Cực kỳ nguy hiểm. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là khả năng dứt điểm của Essien cũng tương đối tốt. Một tình huống ở góc hơi khó một chút. Và đối với một thủ gôn thì khả năng dứt điểm như vậy là ok rồi. Như đã nói thì trong FIFA Online 4 thì vị trí Đó là thủ cách mà gôn anh ấy lấy được bóng rất tốt. chắc chắn sẽ được ưu tiên hàng đầu dành cho Michel Essien nếu như các huấn luyện viên mở ra anh ấy. Tuy nhiên trên thị trường chuyển nhượng thì Essien là một cái tên rất hot và hiếm, Van der Beek. hầu như rất ít huấn luyện viên mở ra được anh. Chính vì vậy, việc Chega về săn phía trước. Essien trên thị trường chuyển nhượng là một điều vô cùng vất vả và khó khăn với các huấn luyện viên. Emmanuel Boateng. Thậm chí có Van những der huấn Beek. luyện viên chờ đợi Và đến anh ấy đã lấy bóng cả và đang năm phản ứng không rất thể tốt. mở cũng không thể mua được anh ở trên thị trường chuyển nhượng. Để nói lên cái độ đắt
sắt ra miếng và cái độ hiếm kinh khủng của anh. Eze có thể đưa vào danh sách đỏ của FIFA Online 4. Ngoài kỹ năng phản xạ nhanh, tốc độ tốt, dứt điểm hay, đỡ bóng, chuyền bóng tuyệt vời, thì khả năng phát bóng chuyền dài của Eze là cực kỳ bá đạo. Đây là một trong những lợi thế rất lớn của các thủ môn, khi mà có thể giúp các huấn luyện viên phát động những đợt tấn công chớp nhoáng. Với những đường chuyền dài xa và vượt tuyến của Eze thì các tiền đạo nhanh chóng có được bóng và sẽ tạo nên một cơ hội tấn công, một đợt tấn công chớp nhoáng và có thể gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Và khi dùng Eze thì tôi có cảm giác như anh là một thần tài vậy. Với những trận đấu và những tình huống phát bóng của anh lên thì hầu như tỷ lệ có bàn thắng là rất cao. Và thực tế ngoài đời thì Eze cũng đã đang mang đến điều may mắn và thành công cho game Metro ở giải đấu EA Champions vừa qua, khi mà Metro đã đè bẹp Thanh Tòng để giành chức vô địch. Và trong giải đấu đó thì Eze đã giành vương miệng găng tay vàng của FIFA Online 4 Việt Nam. Ở Hàn Quốc thì các game thủ Hàn Quốc cũng rất yêu thích sử dụng Michel Eze với những ưu điểm vượt trội của anh. Khả năng chống bóng bộ của Eze là cực tốt, khả năng phản xạ của anh là rất nhanh nhẹn. Nếu như không thể bắt gọn bóng thì anh sẽ đấm bóng văng ra ngoài ở cự ly rất xa hoặc đấm hết cầu gôn để không tạo cho đối phương có cơ hội để mà ghi bàn. Điều đó thể hiện Eze trong game là một thủ môn có AI rất thông minh. Các bạn thấy phản xạ rất tốt. Levante đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Thật tuyệt khi sút. Bóng đi như một mũi tên và có thể gây nguy hiểm cho khán giả. Khả năng chống sút xa và chống bóng bổng hay chống những cú sút xoáy ZD cứa lòng của Eze là rất tốt. Tôi đã trải nghiệm qua rất nhiều trận đấu mà Eze đứng trong khung gỗ và có những tình huống anh bắt bóng cực kỳ ảo. Đặc biệt là khả năng chống ZD và khả năng chống bóng bổng của Eze. Với lợi thế cao to cùng với khả năng phản xạ nhanh nhẹn của mình thì Eze thực hiện rất tốt những cú truy cản ZD hay là CD. Dù bóng xoáy hay bóng đi với lực căng hiểm thì Eze vẫn có khả năng bắt được bóng và truy cản bóng ra khỏi vị trí nguy hiểm trong khung gỗ của mình. Phối hợp rất tốt. Có cơ hội ngay bây giờ. Ngoài ra khả năng đỡ bóng và cản phá bóng bằng chân của Eze là rất tốt. Một điều mà chúng ta đã rất thường gặp ở Manuel Neuer. Bạn thấy là Eze phát bóng rất cao và xa. Mặc dù cao và xa với lực bóng đi như vậy nhưng bóng đi vẫn rất chính xác, gọi như là phát bóng không trượt phát nào. Khả năng chống những cú bóng bổng phạt góc của Eze cũng là rất tốt. Một trận đấu tuyệt vời. Ta sẽ xem một đợt tấn công của đội bạn. Ở đây Eze khả năng lao bóng rất nhanh và cầu thủ đội bạn không thể ghi bàn. Như vậy chúng ta đã vừa review qua về Michel Eze. Thì việc sử dụng Eze là một điều cực kỳ tốt rồi, nhưng để săn được Eze là một điều cực kỳ khó trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại thì FIFA Online 4 đang có gói mùa thẻ nâng cấp. Và khi các bạn mua với một gói thẻ gồm 6 lần mở, các bạn có thể mở ra top 5 mùa hiện tại và các bạn hoàn toàn có thể đẩy Eze vào trong sự lựa chọn của mình. Và đấy gần như là cách hay nhất để các bạn có thể mở ra được
Michel Essien mùa giải hiện tại và đưa vào khung gỗ của đội bạn. Cộng với mức thẻ cộng 1, tỷ số thấp thì các bạn hoàn toàn có thể đập Essien lên cộng cao, có thể là cộng 5, cộng 6 hoặc là cộng 7, cộng 8.